Axolotl, hay còn gọi là khủng long sáu sừng, là một trong những loài lưỡng cư đặc biệt nhất trên trái đất. Chúng không chỉ được biết đến với vẻ ngoài đáng yêu và kỳ lạ mà còn nổi bật với khả năng tái tạo các bộ phận cơ thể một cách phi thường. Chúng là loài đặc hữu của Mexico, có nghĩa là ở ngoài tự nhiên. Chúng chỉ tồn tại ở đây, hai hồ nước ngọt Xochimilco và Chanco tại Mexico. Khủng long sáu sừng hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chúng vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và người yêu thiên nhiên trên khắp thế giới. Môi trường sống tự nhiên của khủng long sáu sừng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các hồ nước mà chúng sinh sống đang bị ô nhiễm và thu hẹp do sự phát triển đô thị. Để bảo vệ loài này, các chương trình bảo tồn đã được triển khai, bao gồm việc nuôi khủng long sáu sừng trong các cơ sở bảo tồn và nhà riêng, cũng như cố gắng khôi phục môi trường sống tự nhiên của chúng. Nhiều nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đang nỗ lực để bảo vệ khủng long sáu sừng khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Hy vọng rằng những biện pháp này sẽ giúp duy trì loài sinh vật đặc biệt này cho các thế hệ tương lai. Ngoài tự nhiên chúng gần như tuyệt chủng, tuy nhiên số lượng khủng long sáu sừng do con người nhân giống để phục vụ mục đích sinh vật cảnh lại rất lớn. Các bạn hoàn toàn có thể bắt gặp nó ở nhiều tiệm cá cảnh. Khủng long sáu sừng là một loài lưỡng cư thuộc họ kỳ rông, và tên khoa học của chúng là Ambystoma mexicanum. Điều làm cho khủng long sáu sừng đặc biệt chính là khả năng giữ lại đặc điểm ấu trùng suốt đời. Trong khi các loài lưỡng cư khác sẽ trải qua quá trình biến thái, từ giai đoạn ấu trùng dưới nước chuyển sang giai đoạn trưởng thành trên cạn, khủng long sáu sừng lại không trải qua quá trình này. Thay vào đó, chúng giữ lại các đặc điểm của ấu trùng như mang ngoài và môi trường sống dưới nước. Điều này tạo cho khủng long sáu sừng một hình dáng rất độc đáo, với mang ngoài trông giống như những chiếc lông vũ mềm mại bao quanh đầu. Một trong những khả năng đáng kinh ngạc nhất của khủng long sáu sừng là khả năng tái tạo các bộ phận cơ thể. Nếu khủng long sáu sừng bị mất một chi, một phần của tim, hay thậm chí là một phần của não, chúng có thể tái tạo lại hoàn hảo các phần bị mất này mà không để lại sẹo. Khả năng tái tạo này không chỉ làm khủng long sáu sừng trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng trong các phòng thí nghiệm sinh học phát triển và y học tái tạo, mà còn làm chúng trở thành biểu tượng của sự tái sinh và đổi mới. Khi nuôi khủng long sáu sừng, các bạn cần để ý một số điều sau đây. Thứ nhất, khủng long sáu sừng thích nước lạnh. Nhiệt độ lý tưởng của nó là từ 20 đến 26 độ C. Hãy cố gắng làm mát nước cho chúng. Thứ hai, khủng long sáu sừng là loài săn mồi. Hành vi săn mồi của chúng khá đặc biệt. Thay vì đớp và nhai con mồi, chúng hút thẳng con mồi vào miệng như một chiếc máy hút bụi. Trong quá trình đó, có nhiều khả năng chúng sẽ hút các dị vật khác vào cùng. Vì vậy, chất nền của bể nuôi rất quan trọng. Hãy lựa chọn đá to và cát mịn. Các dị vật cỡ vừa có thể làm hỏng hệ tiêu hóa của chúng. Thứ ba, khủng long sáu sừng là loài có tính lãnh thổ. Chúng có thể rất hung dữ với nhau, nên khi nuôi nhiều cá thể axolotl, hãy cung cấp đủ chỗ ẩn nấp cho chúng. Bất cứ con gì có thể dễ phát bệnh và yếu ớt khi chúng cảm thấy không an toàn. Và khủng long sáu sừng cũng thế. Thứ tư, khủng long sáu sừng không thích ánh sáng mạnh. Thị lực của chúng cực kỳ kém nên chúng cũng rất stress khi gặp phải ánh sáng mạnh. Tốt nhất hãy cung cấp ánh sáng vừa phải và thêm nhiều vị trí ánh sáng tối ở trong bể. Thứ năm, khủng long sáu sừng là loài sống hoàn toàn dưới nước, khác với những loài lưỡng cư khác. Chúng không thể ở lâu trên cạn, nên cần chú ý che đậy. Nếu chúng bó ra ngoài thì khả năng rất cao là sẽ không kịp để cứu chúng. Thứ sáu, không nên chạm vào nó, cầm nắm nó nếu không cần thiết. Toàn bộ xương của khủng long sáu sừng thực ra là sụn, nên rất dễ bị tổn thương nếu bị tác động lực. Thứ bảy, không nên để luồng nước quá mạnh và bể nuôi quá sâu. Chúng thích môi trường sống tĩnh lặng, nên nếu dòng nước của bạn quá mạnh sẽ làm chúng cảm thấy stress và dễ phát bệnh. Tuy là loài sống hoàn toàn dưới nước nhưng chúng vẫn phải ngoi lên mặt nước lấy oxy qua miệng, nên bể nuôi quá sâu có thể ảnh hưởng đến quá trình này. Cuối cùng, nên chọn bạn cho chúng một cách hợp lý. Nếu không, những loài khác có thể làm thức ăn cho khủng long sáu sừng, hoặc con mồi quá to cũng có thể khiến axolotl bị nghẹn. Và vì là loài có tính lãnh thổ cao nên bạn đừng để mật độ cá quá đông,
sẽ làm khủng long sáu sừng cảm thấy không được an toàn. Khi cảm thấy sợ hãi, chúng sẽ rất dễ phát bệnh. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong và điểm qua một vài lưu ý khi nuôi Axolotl. Các bạn cảm thấy sao về dòng lưỡng cư này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé!